chị Thúy Phượng xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình của đài truyền hình SETTV. Chương trình Thế giới chuyển động và ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, 11 tháng 1. Gửi lời chào buổi sáng đến chị Thúy Phượng. Gửi lời chào đến em, hôm nay Hồng Tứ mặc áo màu đỏ đẹp quá. Thúy Phượng cũng xin gửi lời chào đến quý khán giả và chúc quý vị một đầu tuần thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Thì thưa quý vị, như thường lệ thì bắt đầu chương trình Hồng Tứ cũng sẽ gửi đến cho quý vị bản tin dự báo thời tiết trong ngày. Ngày hôm nay thì một vài những thành phố ngay tại miền Nam California, khu vực lân cận với thành phố Garden Grove, ban ngày nhiệt độ cao nhất nằm ở khoảng 73 độ F là 23 độ C. Còn ban đêm thì nhiệt độ thấp nhất nằm ở khoảng 43 độ F là 7 độ C. Chúng ta đi đến miền Bắc của California, những thành phố lân cận với khu vực San Jose. Trong ngày hôm nay thì ban ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 61 độ F là 16 độ C. Còn ban đêm thì nhiệt độ thấp nhất nằm ở khoảng 41 độ F là 5 độ C. Còn bây giờ quay trở lại với tình hình của Hoa Kỳ thì sau những vụ bạo loạn diễn ra hồi tuần trước thì hiện tại thì thông tin tổng quát như thế nào chị Thúy Phượng? Hiện tại thì cũng khá là căng thẳng đó Hồng Tứ. Dạ. Yeah. Cứ như là bộ phim bom tấn mà vai chính là tổng thống vậy đó. Và tình hình nó như thế này quý vị. Kể từ khi sự việc bạo lực diễn ra vào tuần trước tại Điện Capitol Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã bị cấm trên Twitter và các phương tiện truyền thông xã hội khác. Các công ty đã xa lánh ông theo nhiều cách khác nhau và Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với khả năng sẽ trở thành Tổng thống đầu tiên từng bị luận tội hai lần. Vì chỉ nhiệm kỳ Tổng thống của ông chỉ còn lại có vài ngày, thủ tục luận tội Tổng thống Donald Trump do các thành viên đảng Dân Chủ tại Hạ viện dẫn đầu có thể kéo dài sang chính quyền ông Joe Biden. Quý vị thân mến, trong khi đó các nhà chức trách liên bang đang xem xét việc lập kế hoạch và phối hợp giữa các phần tử nổi dậy ở Capitol, bao gồm các thành viên của các cơ quan thực thi pháp luật và quân đội. Các quan chức cũng đang lên kế hoạch về khả năng xảy ra nhiều bạo lực hơn tại lễ nhậm chức vào thứ Tư tới đây. Vì vậy, các thành viên quốc hội sẽ được tăng cường an ninh khi mà họ chuyển qua các sân bay, kính thưa quý vị. Và đó là một vài những thông tin tổng quát diễn ra ngay tại Hoa Kỳ và bây giờ đi đến những phần tin chi tiết, các hoạt động của Tổng thống Donald Trump trong những ngày còn lại. Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh treo cờ rủ ở Tòa Bạch Ốc để tưởng nhớ hai sĩ quan cảnh sát đồi Capitol bị thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở Tòa nhà Quốc hội vào tuần vừa rồi. Tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump có đoạn cho biết rằng nhằm nói lên sự trân trọng và cống hiến và hy sinh của hai cảnh sát, người có tên là Brian D. Sicknick và người thứ hai là Howard Liebengood, cùng toàn thể đơn vị cảnh sát đồi Capitol và lực lượng hành pháp khắp đất nước vĩ đại này, bằng thẩm quyền được trao với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, theo hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ. Tôi ra lệnh treo cờ rủ tại Tòa Bạch Ốc và trên tất cả các tòa nhà cùng khu vực công cộng tại tất cả các đơn vị quân sự và căn cứ hải quân, trên tất cả các tàu hải quân của chính phủ liên bang ở đặc khu Columbia và trên khắp Hoa Kỳ cũng như các vùng lãnh thổ cho đến khi mặt trời lặn vào ngày 13 tháng 1. Hành động trên diễn ra vài ngày sau khi cảnh sát ở đồi Capitol thông báo sĩ quan Sicknick thiệt mạng do chấn thương khi làm nhiệm vụ ứng phó với người biểu tình tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Bên cạnh đó, thì Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch tới thăm bức tường biên giới Hoa Kỳ-Mexico, một trong những dấu ấn lớn trong nhiệm kỳ của ông trong những ngày trước khi rời Tòa Bạch Ốc. Kính thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tới thăm thị trấn Alamo, tiểu bang Texas, thuộc khu vực biên giới giáp Mexico vào ngày 12 tháng 1 để kỷ niệm việc xây dựng bức tường biên giới. Trong chuyến đi, Tổng thống Donald Trump dự kiến tôn vinh việc hoàn thành hơn 640 km bức tường biên giới và những nỗ lực chính quyền ông để cải cách việc nhập cư. Và bên cạnh đó, thì theo hãng AP, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ưu tiên những khu vực có thể xây bức tường biên giới nhanh chóng, dẫn đến việc cho nổ các ngọn đồi, san ủi nhiều khu vực nhạy cảm và xây dựng cả trên đất của người dân bản địa. Dù Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố chính phủ Mexico sẽ trả toàn bộ hoặc một phần chi phí xây bức tường, dự án hiện nay được thực hiện bằng ngân sách của Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Chúng ta trở lại với những thông tin gần đây liên quan đến việc yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải bãi nhiệm. Hiện tại thì Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành quá trình pháp lý để xem xét bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump sau cuộc bạo loạn diễn ra vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi đã viết trong một bức thư gửi các thượng nghị sĩ thông báo về việc chuẩn bị xem xét bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump. Trong thư thì bà viết rằng, để bảo vệ hiến pháp và nền dân chủ của chúng ta, chúng tôi sẽ hành động khẩn cấp vì Tổng thống này đại diện cho mối đe dọa tiềm tàng với cả hai điều trên. Bà Nancy Pelosi cho biết thêm nỗi lo sợ về cuộc tấn công đang diễn ra với nền dân chủ của Hoa Kỳ ngày càng gia tăng và đó cũng chính là lý do Hạ viện phải hành động ngay lập tức.
Chủ tịch Hạ viện cũng cáo buộc Tổng thống Donald Trump chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công vào đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Các thành viên của đảng Dân Chủ tại Hạ viện dự kiến sẽ đưa ra những điều khoản xem xét để bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump vào ngày 11 tháng 1, tức là hôm nay, và họ sẽ tiến hành bỏ phiếu thông qua các điều khoản này một ngày sau đó. Trong khi đó, thì thượng nghị sĩ Cộng hòa tiểu bang Pennsylvania Pat Toomey kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ chức, cho rằng Tổng thống phải chịu trách nhiệm về vụ bạo loạn của đồi Capitol. Quý vị thân mến, ông Toomey nói trong buổi phỏng vấn với kênh NBC cho biết, tôi nghĩ điều tốt nhất đối với đất nước Mỹ lúc này là Tổng thống nên từ chức và rời đi càng sớm càng tốt. Kính thưa quý vị, ông Toomey cho biết ông không nghĩ về việc luận tội là khả thi khi mà Tổng thống Donald Trump chỉ còn có 10 ngày là hết nhiệm kỳ. Hầu hết các đảng nghị sĩ của đảng Cộng hòa ở Thượng viện không ủng hộ việc phế truất Tổng thống Donald Trump. Ông Adam Kinzinger là nghị sĩ Cộng hòa đầu tiên tại Hạ viện kêu gọi kích hoạt tu chính án thứ 25, cho phép phó tổng thống và đa số nội các loại bỏ một tổng thống được coi là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Kính thưa quý vị, nhiều nghị sĩ Cộng hòa ở Thượng viện đã bày tỏ sự tức giận, nhưng không ai tuyên bố rõ ràng rằng họ muốn tổng thống từ chức, kính thưa quý vị. Để phản ứng lại những thông tin này, thì Tổng thống đắc cử ông Joe Biden cũng đã đưa ra những tuyên bố trên trang Twitter cho biết rằng Tổng thống Donald Trump không đứng trên pháp luật sau khi Hạ viện Hoa Kỳ đã thông báo sẽ trình điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay. Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, ông Joe Biden nói rằng công lý phục vụ cho người dân, nó không bảo vệ kẻ mạnh. Tuy nhiên thì ông cũng không đề cập đến việc luận tội Tổng thống Donald Trump. Khi được hỏi là liệu ông có ủng hộ những hành động luận tội Tổng thống Donald Trump hay không, thì ông Joe Biden trả lời rằng tôi đang tập trung vào vấn đề virus và vấn đề vaccine và phát triển kinh tế. Quốc hội quyết định điều gì phụ thuộc vào Quốc hội. Và cũng một bản tin có liên quan về việc truất phế Tổng thống Donald Trump, thì Tổng thống Donald Trump có dấu hiệu như là muốn từ chức và tin rằng ông không muốn từ chức và tin rằng ông cũng sẽ không thể bị phế truất. Theo các nguồn tin cho biết thì Tổng thống Donald Trump tự tin rằng Phó Tổng thống Mike Pence và các thành viên nội các của ông sẽ không nỗ lực phế truất ông theo tu chính án 25. Tổng thống Donald Trump và một số đồng minh còn cho rằng đảng Dân Chủ đang phản ứng quá mức khi mà một lần nữa kêu gọi luận tội ông vì vụ bạo loạn tại đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1. Tổng thống không tin rằng Thượng viện sẽ ra quyết định này trong bất kỳ trường hợp nào, kính thưa quý vị. Trở lại với người nào sẽ giúp cho Tổng thống Donald Trump trong khoảng thời gian này nếu như việc bãi nhiệm hoặc luận tội được đưa ra. Hiện tại thì có nhiều thông tin cho biết rằng Tổng thống Donald Trump có nhiều khả năng sẽ tiếp tục trông cậy vào vị luật sư của ông, chính là ông Rudy Giuliani, để bảo vệ khi Hạ viện tiến hành xem xét bãi nhiệm ông do cuộc bạo loạn diễn ra vào ngày 6 tháng 1 vừa qua. Một cố vấn bên ngoài Tòa Bạch Ốc đã tiết lộ luật sư Rudy Giuliani dự kiến sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc đối phó với bất cứ nỗ lực xem xét bãi nhiệm nào của Hạ viện nhằm vào Tổng thống Donald Trump. Ông Giuliani hiện là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, có khả năng đưa ra những lời biện hộ theo ý muốn của Tổng thống. Trong khi đó, thì đội ngũ luật sư cũ của Tổng thống Donald Trump, những người đã bảo vệ ông trước nỗ lực xem xét bãi nhiệm của phe Dân Chủ vào tháng 12 năm 2019, có thể sẽ không tham gia vào cuộc chiến pháp lý lần này. Và đó là một vài những thông tin liên quan đến việc bãi nhiệm cũng như là thời gian gần đây Tổng thống Donald Trump như thế nào. Nhưng mà chị Thúy Phượng, với việc Tổng thống Donald Trump có nhiều thông tin cho rằng ông sẽ sử dụng tiếp tục vị luật sư Rudy Giuliani, thì việc này chị nghĩ có thành công hay không? Theo chị nghĩ thì xác suất mình không thể nói được là thành công hay không. Dạ. Bởi vì cá tính của Donald Trump là như thế này thì chị nghĩ là xác suất không cao lắm đâu. Dạ. Và thêm một lần nữa thì Hồng Tứ nghĩ rằng với những hình ảnh không mấy tốt đẹp mà ông Rudy Giuliani đã đưa ra trong thời gian gần đây, thì có lẽ nếu như mà để phần trăm thắng cao hơn, thì nếu như Tổng thống Donald Trump tìm một vị luật sư khác, có lẽ là phần trăm mà ông có thể kháng kiện hay là có thể bảo vệ ông có lẽ sẽ cao hơn trong mắt người dân Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SETTV. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. We'll be right back.
cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần của SCT. Kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy, rất có nhiều cuộc bạo loạn xảy ra và em cũng đã thấy trong cuộc bầu cử tổng thống trong năm nay. Do đó mà để chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra cho ngày nhậm chức, thì đây thì Thúy Phượng sẽ gửi đến quý vị những hoạt động mà sẽ chuẩn bị cho ngày nhậm chức, rằng Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ McCarthy cảnh báo vẫn còn nhiều mối đe dọa bởi những kẻ khủng bố tiềm tàng trước và trong ngày ông Joe Biden nhậm chức. Văn phòng nghị sĩ Jason Crow cho biết trong thông báo đề cập tới cuộc nói chuyện giữa ông và Bộ trưởng McCarthy cho biết Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy tiết lộ ngũ giác đài đã nắm rộng thông tin về những mối đe dọa bắt nguồn từ những kẻ khủng bố tiềm tàng trong giai đoạn trước và trong ngày nhậm chức. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang làm việc với lực lượng hành pháp địa phương và liên bang để mối phối hợp chuẩn bị an ninh. Quý vị thân mến, trong cuộc đối thoại, quan chức ngũ giác đài cho biết giới chức đã mở ít nhất là 25 vụ án khủng bố nội địa liên quan tới cuộc bạo loạn dưới đồi Capitol hôm ngày 6 tháng 1. Tướng McCarthy thông báo vệ binh quốc gia đặc khu Colombia sẽ tăng đáng kể lực lượng và các biện pháp an ninh để bổ sung trong khu vực, kính thưa quý vị. Và rõ ràng đó chị Thúy Phượng, thời gian mà ngày 6 tháng 1 là một trong những cơ hội quá tốt để mà dành cho những kẻ khủng bố. Tại vì với tình trạng bạo loạn như vậy mà tấn công vào trong tòa nhà quốc hội, có rất là nhiều những quan chức của Hoa Kỳ ở trong đó, mà chỉ cần đặt một trái bom để mà khủng bố đó thôi thì sẽ gây ra một tình trạng hỗn loạn. Đúng. Và cũng may mắn thay là hôm đó không có những cái kẻ mà cực đoan Hồi giáo khủng bố. Đó là điều may mắn cho Hoa Kỳ. Dạ. Và trở lại với ngay tại Washington, thì để đối phó với tình trạng tiếp theo sẽ diễn ra, thị trưởng của Washington là bà Bowser đã yêu cầu Bộ An ninh Nội chính hành động để bảo đảm thủ đô sẽ an toàn trước thềm lễ nhậm chức diễn ra vào ngày 20 tháng 1 của Tổng thống đắc cử ông Joe Biden. Thị trưởng của Washington là Muriel Bowser đã viết trong một bức thư gửi quyền Bộ trưởng An ninh Nội chính là ông Jed Wolf vào ngày 10 tháng 1 cho biết rằng: "Chúng tôi tin rằng lễ nhậm chức Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 sẽ đòi hỏi cách tiếp cận rất khác so với các lễ nhậm chức trước đó do sự hỗn loạn đã xảy ra ở tòa nhà quốc hội gần đây." Bà Bowser cũng kêu gọi Bộ An ninh Nội chính thực hiện một số hành động cụ thể như việc kéo dài thời gian kiểm soát an ninh đặc biệt, tuyên bố khu vực này có thể xảy ra nguy hiểm và tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Bà Bowser yêu cầu lãnh đạo Bộ An ninh Nội chính cũng phải kéo dài thời gian siết chặt an ninh ở thủ đô, vốn được ấn định từ ngày 19 tháng 1 cho đến ngày 21 tháng 1, chuyển thành từ ngày 11 tháng 1 cho đến ngày 24 tháng 1. Bà đồng thời cũng đề nghị Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan FBI cung cấp các cuộc họp an ninh hàng ngày kể từ ngày 11 tháng 1 cho đến ngày 24 tháng 1. Thị trưởng của Washington còn cho rằng Bộ Nội vụ nên hủy mọi giấy phép tụ tập công cộng đã được chấp thuận trước thềm lễ nhậm chức, cũng như không cấp thêm giấy phép mới trong thời gian này. Kính thưa quý vị, chính vì những cuộc bạo loạn đã xảy ra quá nhiều và nhiều nhân viên của Tổng thống Donald Trump cảm thấy xấu hổ sau vụ bạo loạn ở đồi Capitol và mong đến ngày rời khỏi tòa Bạch Ốc. Quý vị thân mến, Tổng thống Donald Trump đã mất đi sự ủng hộ của nhiều đồng minh trong chính quyền sau cuộc bạo loạn gây chấn động ở Quốc hội Hoa Kỳ và Tòa Bạch Ốc đang rơi vào hỗn loạn trong những ngày cuối nhiệm kỳ của ông. Các cơ quan chức đã tiết lộ, nhiều nhân viên cho hay họ phải đối mặt với sự chỉ trích từ những người quen về vụ bạo loạn và rất lo lắng về uy tín cũng như là sự nghiệp trong tương lai. Trong toàn chính quyền, các quan chức đang đếm ngược từng ngày cho đến khi mà nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump kết thúc, là vào ngày 20 tháng 1. Kính thưa quý vị, không khí càng nặng nề hơn khi mà bởi sự đổ vỡ trong quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence. Hai người này đến nay thì chưa nói chuyện, một kết thúc căng thẳng cho 4 năm đồng hành ở Tòa Bạch Ốc, nơi mà Phó Tổng thống Mike Pence đã là một đồng minh trung thành với Tổng thống Donald Trump qua nhiều cuộc khủng hoảng. Kính thưa quý vị. Phản ứng lại vụ bạo loạn diễn ra ở Hoa Kỳ thì toàn thế giới đã lên án việc này. Trong đó thì Giáo hoàng Francis cũng đã đứng lên để kêu gọi người dân Hoa Kỳ nên tránh xa bạo lực, tìm kiếm hòa giải và bảo vệ các giá trị dân chủ sau vụ bạo loạn ở đồi Capitol. Giáo hoàng Francis cho biết trong một bài phát biểu rằng: "Tôi xin nhắc lại rằng bạo lực chính là tự hủy hoại, luôn là như vậy. Không có gì đạt được từ bạo lực trong khi mất mát thì rất nhiều. Tôi kêu gọi nhà chức trách và toàn thể người dân Hoa Kỳ duy trì tinh thần trách nhiệm cao để xoa dịu căng thẳng, thúc đẩy hòa bình và hòa giải dân tộc và bảo vệ các giá trị dân chủ đã ăn sâu vào xã hội Hoa Kỳ." Trong đoạn trích từ một cuộc phỏng vấn bàn về vụ bạo loạn ở đồi Capitol thì giáo hoàng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là phải hiểu sai lầm ở đâu và rút ra bài học từ đó. Trong khi đó thì liên quan về việc điều tra bạo loạn, các viên chức liên bang Hoa Kỳ đang nỗ lực xác định danh tính cũng như là việc lên kế hoạch và phối hợp của đám đông bạo loạn ở đồi Capitol.
Kính thưa quý vị, các công tố viên và điều tra viên liên bang đang cố gắng làm sáng tỏ nhiều vấn đề có liên quan đến vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1. Trong đó có việc xem xét liệu có một kế hoạch được tính toán từ trước nhằm bắt các thành viên Quốc hội làm con tin hay không. Trong các video và hình ảnh trên mạng, những người mặc trang phục quân đội, một số mang theo dây trói tay, tham gia lùng sụp khắp đồi Capitol, làm dấy lên câu hỏi liệu mục tiêu của họ có phải là bắt cóc các nghị sĩ hay thậm chí là phó tổng thống Mike Pence hay không. Quyền công tố viên Mỹ Michael Sowin nói rằng hàng trăm người có thể đối mặt với các cáo buộc từ phá hoại tài sản đến giết người vì đã tham gia vào vụ bạo loạn. Tuy nhiên, ông Sowin cho biết nỗ lực truy tìm thủ phạm của nhà chức trách sẽ gặp nhiều khó khăn vì hàng trăm nghi phạm đã rời hiện trường, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, ngoài ra thì chúng ta cũng có một trong những luật sư của Tổng thống Donald Trump hiện cũng phải đứng trước những cáo buộc. Sở Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra việc ông Lin Wood, là một luật sư ủng hộ Tổng thống Donald Trump, đã đăng những lời đe dọa, dọa giết Phó Tổng thống Mike Pence trên trang mạng xã hội. Ông Wood được cho là đã viết trên mạng xã hội Parler vào tuần trước cho rằng hãy chuẩn bị sẵn đội xử bắn, ông Pence sẽ là mục tiêu đầu tiên. Mặc dù bài đăng này sau đó đã bị xóa, nhưng Sở Mật vụ Hoa Kỳ vẫn quyết định phải mở một cuộc điều tra. Một phát ngôn viên Sở Mật vụ Hoa Kỳ cũng đã nói rằng chúng tôi đã nắm được những bình luận đó và xem xét nghiêm túc mọi lời đe dọa nhắm vào những người được chúng tôi bảo vệ. Lực lượng này và các cơ quan liên bang khác được cho cũng đã đang điều tra những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 và hét lớn, hãy treo cổ Pence. Luật sư Wood hồi đầu tháng từng chỉ trích Phó Tổng thống Pence là một người hèn nhát và đòi xử bắn ông vì tội phản quốc. Đó là những thông tin về Hoa Kỳ. Thế thì chúng ta sẽ nói về thông tin thế giới, trước tiên là Indonesia. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia vẫn đang tìm kiếm một trong số 62 người trên chuyến bay Sriwijaya Air Flight 182 đã rơi xuống biển vào hôm thứ Bảy, ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta. Lực lượng cứu hộ đã xác định được hộp đen ghi lại chuyến bay của chiếc Boeing 757-500, nhưng nỗ lực khôi phục của họ phần lớn đã bị cản trở bởi các mảnh vỡ trong nước. Quý vị thân mến, mẫu Boeing 757-500 gặp nạn không giống với chiếc 737 Max và nó không có phần mềm buồng lái bị lỗi và đã gây ra hai vụ tai nạn chết người của 737 Max. Tuy nhiên, xác máy bay và thảm kịch mới nhất ảnh hưởng đến lĩnh vực hàng không đang phát triển mạnh của Indonesia. Vào năm 2007, Liên minh châu Âu đã cấm tất cả 51 hãng hàng không Indonesia ra khỏi không phận của khu vực sau một vụ tai nạn đã khiến cho 140 người thiệt mạng. Các hãng hàng không không được phục hồi vào năm 2018. Thưa quý vị, và hiện tại với những cuộc điều tra dựa trên phạm vi mảnh vỡ được tìm thấy, điều tra viên nhận định máy bay của hãng Sriwijaya Air có thể đã vỡ nát khi lao xuống mặt biển. Nukayo Utomo là điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Indonesia, tổ chức có tên gọi tắt là KNKT, đã loại trừ giả thuyết cho rằng chiếc máy bay đã nổ tung giữa không trung, mà thay vào đó là máy bay có thể đã bị vỡ nát khi chạm vào mặt biển. Vì nếu nó phát nổ giữa không trung thì các mảnh vỡ sẽ phân tán rộng hơn. Chiếc Boeing 737-500 chở theo 50 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đều là công dân của Indonesia đã lao xuống biển khoảng 4 phút sau khi rời sân bay ở ngay tại thủ đô Jakarta, Indonesia vào chiều ngày 9 tháng 1. Giới chức Indonesia đã gấp rút tổ chức chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn nhưng hiện tại không có hy vọng tìm thấy người sống sót. Trong khi đó thì bên phía Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ lần thứ 3 trong một tháng đã triển khai máy bay B-52 đến Trung Đông. Kính thưa quý vị, Bộ Tư lệnh Trung tâm được gọi tắt là CENTCOM quân đội Hoa Kỳ thông báo một biên đội, hai máy bay B-52 tuần trước được triển khai làm nhiệm vụ tại Trung Đông. Hai chiếc B-52 này đã lập đội hình với tiêm kích F-16 của Hoa Kỳ và F-15 Saudi Arabia trong quá trình tuần tra ở khu vực. Quý vị thân mến, đây là chuyến tuần tra Trung Đông đầu tiên của chiếc B-52 trong năm 2021, cũng là lần thứ ba Hoa Kỳ điều loại toạc cơ này đến khu vực trong một tháng qua. Kính thưa quý vị, ngoài việc liên tục triển khai chiếc B-52 tới Trung Đông, thì quân đội Hoa Kỳ còn điều tàu ngầm hạt nhân USS Georgia đến Vịnh Ba Tư. Và đây được coi là những hành động phô diễn sức mạnh của Washington nhằm đe răng Tehran, kính thưa quý vị. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo với những phần tin tức tiếp theo. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng.
đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể, giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888-680-6689, hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Hồng Tứ và chị Thúy Phượng rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SET và trở lại với chương trình Thế giới chuyển động trong buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục với những sự kiện diễn ra trên thế giới, tin đưa đi từ Hoa Kỳ. Các công tố viên liên bang của Hoa Kỳ cho biết tổng thống của Honduras là ông Juan Orlando Hernandez đã giúp một kẻ buôn ma túy vận chuyển hàng ngàn ký cocaine đến Hoa Kỳ để đổi lấy những khoản hối lộ. Các tài liệu của tòa án cáo buộc ông Hernandez và các quan chức hàng đầu khác đã nhận hối lộ khi ông tranh cử tổng thống vào năm 2013. Và để đổi lại là việc cung cấp hỗ trợ quân sự và sử dụng các lực lượng vũ trang của đất nước này làm an ninh cho các hoạt động điều hành ma túy. Ông Hernandez không bị buộc tội và gọi những tuyên bố này là sai 100%. Tổng thống Honduras vào năm 2019 từng thừa nhận ông đã bị cơ quan ma túy của Hoa Kỳ điều tra. Các cáo buộc xuất hiện trong cuộc điều tra buôn bán ma túy tại Hoa Kỳ này đã khiến cho người dân Honduras kêu gọi ông Hernandez phải từ chức. Và trong khi đó thì Trung Quốc, Bắc Kinh đã kiên quyết phản đối về lên án mạnh mẽ sau khi Washington thông báo bỏ hạn chế giao thiệp giữa quan chức Hoa Kỳ đối với đảo Đài Loan. Quý vị thân mến, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh cho biết quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của người dân Trung Quốc là không thể lay chuyển và chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ người nào hoặc lực lượng nào ngăn chặn quá trình tái thống nhất của Trung Quốc. Bất kỳ hành động nào gây tổn hại lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sẽ bị đáp trả mạnh mẽ và sẽ không thành công. Kính thưa quý vị, tuyên bố được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo vào hôm ngày 9 tháng 1 thông báo dỡ bỏ toàn bộ quy tắc hạn chế giao thiệp của quan chức Hoa Kỳ đối với quần đảo Đài Loan. Theo đó, các nhà ngoại giao và quan chức chính phủ Hoa Kỳ hiện nay được phép giao thiệp với đối tác Đài Loan như là đối tác từ bất kỳ quốc gia nào, kính thưa quý vị. Về phía Đài Loan thì họ đã thông báo quan hệ với Hoa Kỳ đã được nâng cấp lên đối tác toàn cầu sau khi Washington thông báo bỏ hạn chế giao thiệp giữa quan chức Hoa Kỳ và hòn đảo này. Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan là ông Joseph Wu cho biết và phát biểu với báo giới, đồng thời cũng bày tỏ nói rằng lòng biết ơn chân thành đối với chính phủ của Hoa Kỳ. Ông nói việc Hoa Kỳ dỡ bỏ hạn chế giao thiệp giữa quan chức của hai bên là điều quan trọng đối với việc nâng cao mối quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Quan hệ hai nước đã được nâng lên thành quan hệ đối tác toàn cầu và phía Đài Loan sẽ không mất cảnh giác và hy vọng tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ này. Ngoài ra, thì ông Wu cũng thông báo đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc là bà Kelly Craft sẽ tới Đài Bắc vào ngày 13 tháng 1 tới đây để gặp lãnh đạo Đài Loan là bà Thái Anh Văn vào ngày 14 tháng 1 và thảo luận về cách thúc đẩy Đài Loan tham gia các vấn đề liên quan đến quốc tế. Và cũng vẫn một bản tin liên quan đến Đài Loan thì hiện nay Đài Loan đã thiết kế lại hộ chiếu mới với các tên gọi thường dùng của hòn đảo để tránh bị nhầm lẫn với giấy tờ của công dân Trung Quốc đại lục. Kính thưa quý vị, hộ chiếu cũ của người dân trên đảo Đài Loan có dòng chữ lớn Trung Hoa Dân Quốc Republic of China được viết bằng tiếng Anh ở trên cùng, trong khi chữ Đài Loan Taiwan được in ở phía dưới. Hộ chiếu mới của Đài Loan bỏ dòng chữ Republic of China, dù vẫn giữ lại tên gọi bằng tiếng Trung Quốc, chữ Taiwan, được tăng kích thước để trở thành nổi bật hơn trên trang bìa của hộ chiếu. Quý vị thân mến, quan chức lãnh sự Đài Loan FPC nói rằng tính cho đến sáng nay, họ đã nhận được hơn 700 đơn xin cấp hộ chiếu mới, kính thưa quý vị. Và theo cá nhân Hồng Tứ nghĩ đây là một việc tốt, tại vì trong thời gian trước đây, thì
Thì trong đại dịch Covid-19 đó quý vị, bên phía Đài Loan thì họ nói rằng những công dân mà mang hộ chiếu Đài Loan, tuy nhiên rất là nhiều người nhầm lẫn hộ chiếu này là hộ chiếu của Trung Quốc, tại vì chữ Republic of China quá lớn và in quá lớn ở trên đó, cho nên rất là nhiều người bị kỳ thị. Chính vì vậy mà từ sau khi phía Đài Loan đã thông báo là họ sẽ đổi những cái thiết kế ở trên bìa hộ chiếu này, rất nhiều người ở ngay tại Đài Loan đã xin làm lại hộ chiếu mới. Và đó là tình hình ở ngay tại Đài Loan. Chúng ta cùng đi đến tình hình diễn ra ở Biển Đông. Theo chuyên gia của Hoa Kỳ nhận định thì Trung Quốc cho thấy được tham vọng tăng cường kiểm soát Biển Đông khi cho chiếc máy bay Y-20 đáp trái phép xuống đá chữ thập. Hãng Maxar Technologies vào tuần trước đã công bố một ảnh vệ tinh cho thấy một chiếc máy bay Y-20, mẫu máy bay vận chuyển lớn nhất trong biên chế không quân của Trung Quốc, đã xuất hiện trên đường băng được xây dựng phi pháp trên hòn đảo nhân tạo tại đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào ngày 25 tháng 12 năm 2020. Nguồn tin giấu tên trong quân đội Trung Quốc sau đó xác nhận đây là lần đầu Trung Quốc triển khai máy bay Y-20 đến quần đảo Trường Sa, trong hoạt động được cho là nhằm đánh giá tính năng kỹ thuật chiến đấu của mẫu máy bay này. Gregory Poling là giám đốc của Cơ quan Minh bạch Hàng hải Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tổ chức có tên gọi tắt là CSIS ở Hoa Kỳ, đã trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc đưa máy bay Y-20 đến Trường Sa. Và ông nói rằng hành động này cho thấy Trung Quốc sử dụng đá chữ thập cũng như các cơ sở hạ tầng trên đá Vành Khăn và đá Subi làm căn cứ không quân và hải quân. Mọi công trình dân sự chỉ nhằm né tránh chỉ trích cho rằng nước này đã quân sự hóa quần đảo Trường Sa vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chuyên gia Poling cho rằng sự hiện diện của chiếc Y-20 cũng cho thấy năng lực của căn cứ hải quân và không quân Trung Quốc xây dựng trái phép trên các hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì bên Đại Hàn, cảnh sát đang truy tìm một công dân Malaysia sau khi hơn 13 triệu Mỹ Kim từ sòng bài của người này làm việc tại đảo Hsu đã biến mất. Hsu Siwa World là một trong những khu nghỉ dưỡng kết hợp casino lớn nhất của Đại Hàn trên đảo du lịch Hsu. Tuần trước đã trình báo cảnh sát về việc họ bị mất số tiền mặt là 14,56 tỷ won, tức là 13,38 triệu đô la, toàn bộ là đồng tiền của Đại Hàn. Cho đến cuối tuần thì công ty phát triển quốc tế Lending, chủ sở hữu cũng là những nhà điều hành của Hsu Siwa World, thông báo trên website cho các cổ đông và nhà đầu tư về vụ bị mất cắp. Kính thưa quý vị, cảnh sát của Đại Hàn lập tức vào cuộc truy tìm nữ nhân viên sòng bài mang quốc tịch Malaysia. Bà này ngoài 50 tuổi rời khách sạn đi nghỉ phép cuối tháng 12 năm 2020 và đến nay chưa quay lại. Cảnh sát đã thu được cảnh quay từ camera an ninh trong casino, nhưng video này đã vào thời điểm xảy ra vụ trộm tiền đã bị xóa. Quý vị thân mến, cảnh sát nghi ngờ một nhóm người có liên quan tới vụ ăn cắp tiền nói trên, bởi số tiền mặt này nặng tới 280 kg, quá cồng kềnh và nặng để mà một người tự có thể đưa ra ngoài, kính thưa quý vị. Cũng một thông tin liên quan đến Đại Hàn thì quân đội của Đại Hàn đã phát hiện dấu hiệu của Bắc Hàn tổ chức cuộc duyệt binh đêm qua tại Bình Nhưỡng, nhưng chưa rõ những loại vũ khí xuất hiện trong cuộc diễn binh này. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân của Đại Hàn đã nhận định cuộc diễn binh diễn ra ở quảng trường Kim Nhật Thành tại trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng vào đêm ngày 10 tháng 1 có thể liên quan đến Đại hội Đảng Lao động Bắc Hàn. Quân đội về phía Đại Hàn cũng không xác định được những vũ khí đã xuất hiện trong sự kiện này. Phía Bắc Hàn hiện tại chưa bình luận về thông tin và truyền thông nước này cũng chưa công bố hình ảnh về sự kiện nói trên. Trong khi đó thì ông Kim Jong-un không được nêu tên trong danh sách ủy viên chính thức hay là dự bị của Bộ Chính trị Triều Tiên, gây thắc mắc về vị trí của cô. Quý vị thân mến, Kim Jong-un là người em gái quyền lực của ông Kim Jong-un, vẫn là ủy viên Trung ương Đảng Lao động, nhưng không được liệt kê là ủy viên chính thức hay là dự bị của Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất của Triều Tiên. Quý vị thân mến, sự vắng mặt của Kim Jong-un trong danh sách Bộ Chính trị trái ngược với đánh giá của tình báo Đại Hàn rằng em gái Kim Jong-un giống như là lãnh đạo số 2, chỉ đạo tổng thể và các vấn đề đối ngoại. Trước đó thì họ dự đoán cô sẽ được bầu vào vị trí cao hơn trong đại hội đảng. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng vẫn còn quá sớm được xác định vị trí của Kim Jong-un trong bộ máy lãnh đạo của Triều Tiên. Theo họ thì bất kể vị trí của Kim Jong-un trong đảng cầm quyền ra sao, vai trò chính trị của cô nhiều khả năng sẽ không thay đổi vì cô dường như đã cảm nhận được vai trò nổi bật trong các vấn đề đối ngoại, gồm vấn đề liên triều và là thành viên trong gia đình lãnh đạo của Triều Tiên, kính thưa quý vị. Và hiện tại thì lãnh đạo Triều Tiên là ông Kim Jong-un đã được bầu làm tổng bí thư đảng lao động cầm quyền tại đại hội đầu tiên của đảng trong gần 5 năm vừa qua. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đã đưa tin rằng ông Kim Jong-un đã tiếp tục đắc cử tổng bí thư trong đại hội đảng lao động lần thứ 8.
Tin cho hay đại hội khai mạc vào ngày 5 tháng 11 vừa qua tại Bình Nhưỡng và vẫn đang được tiếp tục, nhưng không nói rõ là khi nào thì đại hội này sẽ kết thúc. Ông Kim trở thành lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên vào tháng 12 năm 2011, sau khi bố của ông là Chủ tịch Kim Jong-il đã qua đời. Ông cũng được bổ nhiệm làm Chủ tịch đảng vào tháng 5 năm 2016, khôi phục và nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư từ đó. Xoay đến về vấn đề tình hình y tế COVID thì thế giới hiện nay đã ghi nhận hơn 90,6 triệu ca nhiễm và hơn 1,9 triệu người chết do COVID-19. Và Thủ tướng Đức Merkel cảnh báo những tuần tới sẽ khó khăn nhất. Đức đang là vùng dịch lớn nhất, vùng mà có dịch bệnh lớn thứ 10 trên thế giới, với 1.929.353 ca nhiễm và 41.434 ca tử vong vì COVID-19. Và Thủ tướng Angela Merkel vào hôm ngày 10 tháng 1 cảnh báo tình hình dịch sẽ diễn biến nghiêm trọng trong những tuần tới đây, và thêm rằng tác động của việc giao tiếp xã hội trong dịp Giáng sinh và năm mới vẫn chưa được ghi nhận đầy đủ. Bên cạnh đó, bà cũng nhận định những tuần mùa đông tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhất của mùa đại dịch từ khi bùng phát cho đến nay, khi mà các bác sĩ và nhân viên y tế Đức đã làm việc quá tải. Quốc gia với 83 triệu dân trước đó đã áp đặt một đợt hạn chế mới để tăng việc giữ khoảng cách xã hội và giúp các bệnh viện đối phó với tình trạng bệnh nhân tăng đột biến. Quý vị thân mến, Đức cũng đã đóng cửa các trường học, các cửa hàng không thiết yếu, các cơ sở văn hóa và giải trí cho đến ít nhất là ngày 31 tháng 1, với hy vọng có thể làm chậm quá trình bùng phát dịch, kính thưa quý vị. Và trở lại với Hoa Kỳ, vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới, đã ghi nhận thêm 197.645 ca lây nhiễm và 1.703 ca tử vong trong vòng 24 tiếng vừa qua, đưa tổng số người lây nhiễm lên 22.900.908 ca. Trong đó thì số người chết đang ở con số là 383.186 người. Tổng thống đắc cử ông Joe Biden cũng đã chỉ trích việc phân phối vaccine của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Phát ngôn viên của ông cho biết chính quyền mới có kế hoạch tung ra tất cả những liều vaccine cho COVID-19 sản xuất trong nước hiện đang có, thay vì giữ lại một nửa nguồn cung cấp để bảo đảm mọi người được tiêm liều thứ hai đúng hạn. Tính đến ngày 7 tháng 1 thì Hoa Kỳ đã phân phối 21 triệu liều vaccine khắp đất nước. Tuy nhiên chỉ có khoảng 6 triệu người đã được chích ngừa. Mặc dù chính phủ từng đặt mục tiêu chích ngừa cho 20 triệu người vào năm 2020, nhưng chỉ khoảng 15 triệu còn lại đang nằm trong tủ đông tại các bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc để chờ sử dụng. Khi mà nói đến dịch bệnh tăng cao trong các nước thì cũng nên nhắc đến Ấn Độ, vì Ấn Độ cũng là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới, báo cáo thêm 16.085 ca nhiễm về và 150 ca tử vong, nâng tổng số người nhiễm lên 10.467.431 và 151.198 ca tử vong. Và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố nước này sẽ triển khai một trong những đợt chích ngừa vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới từ ngày 16 tháng 1, nhằm đạt mục tiêu 300 triệu người được chích ngừa vào tháng 7. Và vaccine sẽ được cung cấp miễn phí cho 1,3 tỷ người Ấn Độ. Và Thủ tướng Modi cho biết thêm, chương trình chích ngừa sẽ là một bước quan trọng trong việc chống lại đại dịch, kính thưa quý vị. Và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo với những bản tin kế tiếp. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Thế giới chuyển động trong buổi sáng thứ hai đầu tuần cùng với lại Hồng Tứ và chị Thúy Phượng. Thưa quý vị, tiếp tục với những quốc gia liên quan đến đại dịch COVID-19 diễn ra. Hiện tại, Brazil vẫn đang là vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới, đã ghi nhận thêm 443 người chết vì COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 203.100 người, với số người lây nhiễm đã tăng thêm 29.792 ca trong vòng 24 tiếng vừa qua. Tổng con số hiện tại đang là 8.105.790 người. Các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo Brazil vẫn chưa chứng kiến các ca nhiễm gia tăng đột biến do hậu quả từ việc người dân đã tổ chức tụ tập trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới với bạn bè cũng như là gia đình. Theo chính phủ của Brazil thì nước này còn ít nhất 3 tuần nữa sẽ khởi động chiến dịch chích ngừa vaccine COVID-19 trong bối cảnh hứng chịu nhiều chỉ trích vì hành động chậm.
Và nước thứ tư dính về COVID-19 chính là Nga. Bởi vì Nga là vùng dịch lớn thứ tư trên thế giới đã ghi nhận thêm 22.851 ca nhiễm và 456 người tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.401.954 và 61.837 ca tử vong. Quý vị thân mến, Nga đã triển khai chích ngừa Sputnik trong chương trình chích ngừa quốc gia vào đầu tháng 12 năm 2020, tập trung vào nhóm chịu rủi ro cao. Và Nga ngày 6 tháng 1 thông báo họ đã chích ngừa cho 1 triệu người và không ghi nhận phản ứng phụ có hại nào, kính thưa quý vị. Cũng là một quốc gia nằm ngay khu vực châu Âu, đó chính là Anh Quốc. Hiện tại thì Anh đang là vùng dịch lớn thứ 5 trên thế giới, đã ghi nhận 3.072.349 ca lây nhiễm và 81.431 ca tử vong. Tình hình dịch bệnh tại nước này đã diễn biến rất phức tạp với sự xuất hiện của loại COVID-19 mới, được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với loại ban đầu. Anh vào ngày 10 tháng 1 vừa qua đã cho biết họ đã giúp quyên góp được 1 tỷ Mỹ Kim từ các nhà tài trợ toàn cầu nhằm giúp đỡ các quốc gia dễ bị tổn thương có thể tiếp cận với vaccine COVID-19. Bộ trưởng Y tế của Anh là Matt Hancock cùng ngày cũng đã thông báo mọi người trưởng thành ở Anh sẽ được chích ngừa vaccine COVID-19 vào mùa thu trong chiến dịch chích ngừa lớn nhất từ trước đến nay của Vương quốc Anh đưa ra. Và đứng thứ 6 phải nói đến là Pháp Quốc. Kết thúc tại Pháp là vùng dịch lớn thứ 6 trên thế giới, ghi nhận thêm 15.944 ca nhiễm và 151 ca tử vong, nâng ca nhiễm lên 2.783.256 và 67.750 ca tử vong. Pháp hiện nay bị chỉ trích vì triển khai vaccine chậm hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu khác. Từ ngày 27 tháng 1 cho đến ngày 6 tháng 1, Pháp đã chích ngừa phòng cho 7.000 người, trong khi Đức đã chích ngừa cho hàng trăm nghìn người trong cùng khoảng thời gian đó, kính thưa quý vị. Và vừa rồi là một vài những thông tin liên quan đến các quốc gia ở khu vực châu Mỹ và châu Âu. Chúng ta trở lại với khu vực Đông Nam Á. Indonesia thì tại Đông Nam Á, quốc gia này là vùng dịch lớn nhất khu vực với tổng cộng 828.026 ca lây nhiễm, tăng 9.640 ca, trong đó thì có 24.129 người đã tử vong, tăng 182 người so với ngày hôm qua. Indonesia hiện đã cấm tất cả những du khách đến từ Anh và thắt chặt quy định với người đến từ châu Âu cũng như là Australia để hạn chế lây lan biến thể của loại virus COVID-19 mới. Bộ trưởng Y tế của quốc gia này là Budi Gunadi Sadikin cho biết đất nước sẽ bắt đầu chiến dịch chích ngừa diện rộng vào ngày 13 tháng 1 tới đây. Bộ trưởng Y tế của Indonesia nói rằng quốc gia này dự kiến sẽ cần chích ngừa cho 181,5 triệu người, khoảng 67% dân số để đạt được việc miễn dịch cộng đồng. Vaccine dự kiến được cung cấp miễn phí cho tất cả công dân và thời gian triển khai kéo dài đến 15 tháng. Trong khi đó thì Philippines báo cáo có 487.690 ca nhiễm và 9.405 ca tử vong, là vùng dịch lớn thứ hai trong khu vực. Quý vị thân mến, giới chức Philippines vào hôm ngày 10 tháng 1 cho biết nước này đã bảo đảm 30 triệu liều vaccine COVID-19 do hãng dược Hoa Kỳ Novavax phát triển. Và Philippines hy vọng sẽ bảo đảm được 148 triệu liều vaccine từ 7 công ty trong năm nay, đủ cho khoảng 70% dân số. Tuy nhiên, chính phủ nước này cũng cảnh báo rằng lượng vaccine sẽ thuộc vào nguồn cung cấp toàn cầu, kính thưa quý vị. Chúng ta trở về với Vatican thì hiện tại một người có tên là Fabrizio Socorsi, là bác sĩ riêng của giáo hoàng Francis, đã qua đời vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến COVID-19. Bác sĩ này, 78 tuổi, đã qua đời tại Bệnh viện Gamaliel, thành phố Rome, ở ngay tại Italy, trong lúc đang được điều trị bệnh ung thư. Giáo hoàng Francis đã chọn ông làm bác sĩ riêng từ tháng 8 năm 2015. Trước đó, thì người chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe cho ông là bác sĩ Patrizio Polisca, là người đứng đầu cơ quan y tế của Vatican. Kể từ thời giáo hoàng John Paul đệ nhị thì hai vai trò trên dường như do cùng một người đảm nhiệm. Nhưng với giáo hoàng Francis thì ông đã phá vỡ truyền thống này bằng việc chọn ông Socorsi là một bác sĩ đến từ bên ngoài Vatican. Vào hồi tháng 10 năm ngoái, thì 4 thành viên trong đội cận vệ Thụy Sĩ, lực lượng ưu tú chịu trách nhiệm bảo vệ cho Đức Giáo Hoàng, cũng được xác nhận nhiễm COVID-19. Hiện tại thì tình hình sức khỏe của Đức Giáo Hoàng trong thời gian COVID-19 cũng đã liên tục được quan tâm đặc biệt do ông từng phải cắt một bên phổi và mắc chứng đau thần kinh tọa. Trong khi đó thì phía Trung Quốc sẽ có 10 nhà khoa học thuộc nhóm chuyên gia WHO sẽ được nhập cảnh Trung Quốc từ ngày 14 tháng 1 để điều tra về nguồn gốc COVID-19. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ tiến hành hợp tác nghiên cứu về nguồn gốc COVID-19 với các nhà khoa học của nước này. Kết thúc vì nhóm chuyên gia WHO dự kiến sẽ phải cách ly trong 2 tuần sau khi tới Trung Quốc và có khả năng sẽ đến thăm Vũ Hán.
nơi mà đã xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên vào hồi cuối năm 2019. Về phía Thủ tướng của Trung Quốc là ông Lý Khắc Cường cũng yêu cầu các quan chức nước này không nên che giấu hay báo cáo giảm mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh COVID-19. Tại một cuộc họp của Quốc vụ Viện Trung Quốc thì Thủ tướng Lý Khắc Cường đã nhấn mạnh minh bạch là yếu tố cần thiết để giúp kiểm soát đại dịch. Và bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối phó với một ổ dịch COVID-19 mới diễn ra ở tỉnh Hà Bắc. Thưa quý vị, phần thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới chuyển động của Hồng Tứ và chị Thúy Phượng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều sức khỏe. Thúy Phượng xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và chúng ta hãy tiếp tục bảo vệ sức khỏe lẫn cho nhau. Chúc Hồng Tứ thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Xin gửi lời chào.